Hôm nay thì đến với chương trình, bác sĩ Hà Thanh xin phép được trình bày một bài báo cáo nhỏ về cập nhật những cái tiến bộ mới trong việc điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3, mà cụ thể ở đây là giai đoạn 3B, có kết hợp điều trị hóa xạ trị đồng thời và củng cố bằng liệu pháp miễn dịch. Thế thì trong bài trình bày của tôi sẽ gồm 3 cái vấn đề chính. Thứ nhất là nhu cầu về cải thiện hiệu quả của hóa xạ đồng thời. Thứ hai là các cái nghiên cứu nhằm cải thiện hiệu quả của hóa xạ đồng thời ở thời điểm hiện tại. Thứ ba là các bước tiến mới với nghiên cứu Pacific. Đầu tiên về nhu cầu cải thiện điều trị hóa xạ trị đồng thời, thì trước hết chúng ta phải nhắc đến về giai đoạn của ung thư phổi không tế bào nhỏ. Vì giống như các quý thầy cô và anh chị đã biết, ung thư phổi nói riêng và ung thư nói chung thì việc lựa chọn các cái phác đồ điều trị nó sẽ căn cứ vào đầu tiên cái yếu tố mà cấp thiết nhất, đó quan trọng nhất, đó là giai đoạn bệnh. Hết giai đoạn bệnh nó sẽ quyết định cái việc chúng ta lựa chọn điều trị như thế nào và tiên lượng của các cái hiệu quả của các cái phương pháp điều trị đó như thế nào. Thế thì ở đây trong cái bài trình bày ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được đề cập đến một cái giai đoạn, đó là giai đoạn 3B. Ở cái giai đoạn này thì nó là một cái giai đoạn tương đối đặc biệt. Nó chưa phải là một cái giai đoạn là di căn xa, nhưng nó cũng không phải còn ở bệnh, nó còn ở cái giai đoạn mà chúng ta có thể điều trị triệt để, có thể phẫu thuật được triệt căn. Do đó cái giai đoạn này là giai đoạn rất là đặc biệt. Và gần như là các cái phương án điều trị từ xưa đến nay cho ra ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn này thì vẫn chưa có nhiều cập nhật, chưa có nhiều tiến bộ, và các cái hiệu quả, những cái lợi ích vẫn còn đang rất là hạn chế. Theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ của Bộ Y tế, khuyến cáo mới nhất năm 2018 thì điều trị giai đoạn tiến triển tiến xa tại chỗ, giai đoạn 3A hoặc là 3B. 3A ở đây tôi phải nhấn mạnh thêm, đó là cái giai đoạn mà 3A nhưng mà không thể phẫu thuật được triệt căn nữa. Và cái việc đánh giá rằng là cái giai đoạn 3A này thuộc về cái liệu pháp mà chúng ta sẽ sử dụng là phẫu thuật triệt căn hay là hóa xạ trị đồng thời thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái quyết định của phẫu thuật viên cũng như là của hội đồng hội chẩn các chuyên gia liên khoa. Thế sau khi chúng ta đã xác định rằng ở cái giai đoạn mà bệnh nhân chưa có di căn nhưng không thể điều trị triệt căn bằng phẫu thuật nữa, thì hóa xạ trị đồng thời được khuyến cáo như một xử lý tiêu chuẩn cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn này. Với cái chỉ số hoạt động cơ thể được đánh giá theo chỉ số ECOG là 0 hoặc 1 và không bị giảm hơn 5% trọng lượng cơ thể. Một phân tích gộp cho thấy hóa xạ trị đồng thời có hiệu quả cải thiện kết quả sống còn cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa tại chỗ, chủ yếu nhờ vào việc giảm tỷ lệ tiến triển tại chỗ tại vùng, và lợi ích sống còn tuyệt đối trong 3 năm là khoảng 6%. Tuy nhiên, hóa xạ trị đồng thời sẽ tăng nguy cơ độc tính lên trên các bệnh nhân, mà đặc biệt là các độc tính nổi trội, đó là viêm thực quản và viêm phổi. Đây là tiên lượng sống cho giai đoạn 3 mà chúng ta thấy, đó là cái giai đoạn 1, các quý đồng nghiệp có thể thấy cái tỷ lệ sống còn toàn bộ của bệnh nhân nó sẽ rất là cao, ở giai đoạn 1A lên tới gần 100%, còn giai đoạn 4 thì giảm xuống dưới 20%, dưới 10, thậm chí là dưới 10%, còn ở giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà chấp chới giữa, là cái giai đoạn trung gian ở giữa đó, thì cái tiên lượng sống của bệnh nhân cũng rất là thấp, dưới 50% bệnh nhân là còn có thể sống còn ở thời điểm 2 năm, và dưới 40% là bệnh nhân còn sống còn ở thời điểm 5 năm. Về phần thứ hai của bài báo cáo, chúng tôi đi vào các cái nghiên cứu mà giúp cải thiện hiệu quả của hóa xạ đồng thời. Thế thì giai đoạn 3 là một cái giai đoạn rất là thách thức đối với cả các nhà lâm sàng cũng như là nghiên cứu trên không chỉ ở Việt Nam mà là trên toàn thế giới. Bởi vì sao ở giai đoạn này thực tế là bệnh nhân chưa có di căn xa, nhưng cái việc điều trị mà khỏi hoàn toàn bệnh nhân gần như là không thể. Và các cái điều trị ở giai đoạn này nó mang cái ý nghĩa rằng mặc dù chúng ta thấy rằng là vai trò triệt căn, chúng ta đặt ra là hóa xạ trị đồng thời triệt căn, nhưng mà tỷ lệ sống còn sau 5 năm của nó đạt được rất là thấp. Vì vậy cái mà lợi ích chúng tôi thấy rằng ở giai đoạn này chủ yếu dựa là cái việc chúng ta kéo giãn thời gian ổn định bệnh, kéo giãn cái thời gian giúp cho bệnh nhân có cái khoảng thời gian kéo dài trước khi bước vào một cái giai đoạn
tái phát di căn tiếp theo. Thế thì trước đây có rất là nhiều các cái nghiên cứu đã được tiến hành để nhằm cải thiện cái hiệu quả của cái giai đoạn này, của việc điều trị cho giai đoạn này. Tuy nhiên là cái kết quả cuối cùng thì vẫn chỉ dừng lại ở cái liệu pháp là hóa xạ trị đồng thời kết hợp, vẫn là cái liệu pháp tối ưu trong cái giai đoạn và đem lại được hiệu quả cao nhất cho các cái điều trị trong giai đoạn này. Đây là điểm qua một số các cái nghiên cứu theo thời gian mà các trung tâm, những cái thử nghiệm lâm sàng lớn người ta đã tiến hành. Và cuối cùng người ta vẫn kết luận rằng hóa xạ trị đồng thời được xác lập là một điều trị tiêu chuẩn cho ung thư phổi không tế bào nhỏ ở giai đoạn 3 mà không thể phẫu thuật được triệt căn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta cứ dừng ở đây và chúng ta chấp nhận cái hiệu quả nó chỉ ở mức tương đối như thế này thôi sao? Không, khi mà các nhà khoa học trên thế giới vẫn và các nhà lâm sàng trên thế giới vẫn luôn luôn trăn trở, luôn luôn tìm tòi các cái liệu pháp mới để giúp cải thiện hơn nữa, tìm ra một con đường mới cho cái cho cái việc điều trị trong giai đoạn này. Và khi những cái liệu pháp mới ra đời, ví dụ như là liệu pháp điều trị nhắm trúng đích hay là liệu pháp điều trị miễn dịch, thì các nhà khoa học sẽ ngay lập tức thấy được các cái hiệu quả ở cho các cái giai đoạn sớm hoặc giai đoạn mà di căn, thì các nhà khoa học cũng mong mỏi rằng các liệu pháp này sẽ cải thiện cho cái giai đoạn cả giai đoạn 3A nữa. Làm thế nào để chúng ta có thể là nâng cái tỷ lệ bệnh nhân được chữa khỏi hoặc là nâng cái thời gian ổn định bệnh kéo dài hơn nữa cho bệnh nhân. Vậy thì ứng dụng của các cái liệu pháp mới này đối với giai đoạn 3B thì thế nào? Rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành, thậm chí người ta cũng tiến hành trên cả nhóm điều trị các cái thuốc điều nhắm trúng đích hoặc là các cái liệu pháp miễn dịch. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất cho đến hiện tại một cái nghiên cứu và một liệu pháp miễn dịch đã được chứng minh rằng có cải thiện về sống còn trên không bệnh tiến triển cũng như là sống còn toàn bộ trên bệnh nhân. Đó là nghiên cứu Pacific và liệu pháp miễn dịch, đó là liệu pháp miễn dịch với thuốc là Duvalumab. Và xin nhắc lại một chút về thông tin về cái những cái khó khăn của cái giai đoạn 3A 3B mà không thể phẫu thuật được triệt căn này. Đó là 89 bệnh nhân ở cái giai đoạn này sẽ tiến triển đến cái giai đoạn 4 và hơn một nửa xảy ra ở dưới 1 năm. Cho đó chúng ta thấy là liệu pháp tối ưu là hóa xạ trị đồng thời nhưng vẫn không thể nào mà giúp được đa số bệnh nhân là có thể chữa khỏi hoặc là thậm chí là chúng ta có điều trị với một cái liệu pháp rất là tiêu chuẩn, rất là chuẩn mực là hóa xạ trị đồng thời kết hợp. Nhưng trong vòng 1 năm là bệnh nhân sẽ có thể tiến triển đến cái giai đoạn là tái phát hoặc là di căn xa. Như vậy một cái thôi thúc, một cái bức xúc rất là lớn cho các nhà lâm sàng cũng như các cái nghiên cứu, những nhà thử nghiên cứu là phải nhanh chóng tìm được các cái liệu pháp mới để cải thiện hơn nữa cái hiệu quả của việc điều trị cho giai đoạn 3. Và tôi xin chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là bước tiến trong nghiên cứu Pacific. Tại vì sao mà nghiên cứu này sau khi đã được công bố thì ngay lập tức là FDA và các cái khuyến cáo lớn trên thế giới như ESMO, ASCO hay NCCN lập tức đưa ngay Duvalumab trở thành một trong những cái prefer number one, tức là những cái khuyến cáo ở cấp độ cao nhất đối với liệu trình điều trị cho ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3. Đây là một cái nghiên cứu, là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đôi có kiểm chứng với giả dược và được tiến hành đa trung tâm và trên toàn thế giới với một cái tiêu chuẩn chọn là các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3 không mổ được và chưa có tiến triển sau hóa xạ trị đồng thời, tức là đã thực hiện xong cái liệu pháp tiêu chuẩn là hóa xạ trị đồng thời có và hóa chất được lựa chọn là có platinum với cái quần thể dân số khá là lớn trên 700 bệnh nhân. Và sau khi kết thúc liệu pháp hóa xạ trị đồng thời này trong vòng từ 1 đến 42 ngày thì bệnh nhân sẽ được chia vào hai nhánh. Một nhánh là sẽ dùng giả dược và một nhánh là dùng Duvalumab. Và cái tiêu chí chính để đánh giá đó là PFS và OS. Và các tiêu chí phụ khác liên quan đến tỷ lệ đáp ứng, liên quan đến các cái dung nạp thuốc. Thế thì Duvalumab đã chứng tỏ thứ nhất là cải thiện PFS, tức là nó làm cho cái thời gian sống thêm không bệnh tiến triển, tức là cái thời gian ổn định bệnh của bệnh nhân kéo lên tới 17.2 tháng. Quay trở lại cái slide trước trong phần 2 tôi đã trao đổi thì 89 bệnh nhân sẽ có tiến triển trong vòng
sẽ có tiến triển đến giai đoạn 4 ở sau khi chúng ta kết thúc hóa xạ trị đồng thời. Và trong vòng 1 năm thì có tới gần một nửa bệnh nhân sẽ là tái phát trong cái thời gian này. Nhưng Duvalumab đã kéo được cái thời gian ổn định bệnh này lên tới 17.2 tháng, là một cái khác biệt rất có ý nghĩa thống kê và rất có ý nghĩa trong thực hành lâm sàng. Và về OS thì đây là một cái nghiên cứu hiếm hoi là có chứng minh được sự cải thiện về sống còn toàn bộ. Nếu như mà các anh chị em và đồng nghiệp nào mà làm về ung thư thì chắc hẳn đã rất là quen thuộc khi đọc các cái thử nghiệm lâm sàng, và chúng ta thấy rằng cái tiêu chí OS là một trong số những cái tiêu chí rất là khó để đạt được, không chỉ là đối với các cái nghiên cứu cấp cơ sở hay là những cái nghiên cứu đời thực, mà OS cũng là một trong những cái đỉnh mà rất là khó, những cái point mà rất là khó để chinh phục của ngay cả các thử nghiệm lâm sàng tiêu chuẩn. Rất nhiều các thử nghiệm lâm sàng đã thất bại trong cái việc đánh giá cái mục tiêu này. Vì vậy, đối với một cái thử nghiệm lâm sàng mà đạt được sự thay đổi có ý nghĩa về OS là một cái thử nghiệm lâm sàng rất có giá trị. Vì vậy, ngay lập tức Duvalumab sau nghiên cứu Pacific đã được approve ngay, trở thành một cái guideline khuyến cáo tiêu chuẩn trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3 không thể phẫu thuật được. Và đây là các cái phân tích dưới nhóm, các quý đồng nghiệp có thể thấy hầu hết tất cả các nhóm bệnh nhân đều được hưởng lợi ích từ việc điều trị củng cố Duvalumab sau hóa xạ trị đồng thời. Và như vậy thì phác đồ củng cố Duvalumab đã được trở thành một trong những điều trị tiêu chuẩn trong các khuyến cáo trong nước cũng như quốc tế. Và việc phối hợp điều trị toàn thân ung thư phổi không tế bào nhỏ củng cố Duvalumab mỗi 2 tuần cho đến 12 tháng cũng đã được Bộ Y tế phê duyệt cho việc điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Việt Nam. Như vậy tôi xin kết luận cái bài trình bày của tôi dựa trên 5 điểm như sau. Thứ nhất, hóa xạ trị đồng thời cho đến bây giờ vẫn chứng minh được lợi ích mà chưa thể thay thế trong cái giai đoạn ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3 mà không thể mổ được. Thứ hai là hiệu quả của phác đồ hóa xạ đồng thời. Tuy là nó là phác đồ tiêu chuẩn nhưng vẫn còn nhiều khiêm tốn và cần có nhiều các cái nghiên cứu và thử nghiệm để mà củng cố. Đã có nhiều chiến lược đưa ra để cải thiện hiệu quả của hóa xạ đồng thời nhưng chưa thành công. Và nghiên cứu Pacific là nghiên cứu lần đầu tiên chứng tỏ đã có cải thiện về PFS và cả OS khi điều trị củng cố Duvalumab sau hóa xạ đồng thời. Nó giúp kéo được OS trung vị đạt tới 47.5 tháng tại thời điểm 4 năm và tỷ lệ sống còn lên tới gần 50%. Dựa vào kết quả của nghiên cứu Pacific thì điều trị củng cố Duvalumab được coi là một điều trị tiêu chuẩn sau khi kết thúc hóa xạ trị đồng thời và đã được đưa vào các khuyến cáo trong nước cũng như là quốc tế. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi, lắng nghe của quý thầy cô và anh chị đồng nghiệp.